Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái phần logic liên quan tới việc hiển thị và close form khi người ta click vào nút edit. Ở đây trong video này, trước khi mình thực hiện cái logic liên quan tới việc chỉnh sửa dữ liệu thì mình sẽ học một cái kiến thức mới liên quan tới Vue.js đã cung cấp cho mình. Ở đây thì các bạn thấy này, khi mà chúng ta đặt cái việc xử lý ở trong cái thằng before update á, thì nó sẽ chạy bất kể khi nào có sự thay đổi đúng không? Ví dụ như trong trường hợp này, mình có isoform là thay đổi này, có task static là thay đổi này, có task name là thay đổi này, có level là thay đổi này. Vậy thì trong trường hợp này nó có bốn dữ liệu có sự thay đổi, nhưng mà mục đích của mình đó, mình chỉ cần lắng nghe duy nhất một thằng thôi, đó chính là cái task static thôi. Cho nên những thằng khác nếu như nó làm cái hàm này nó chạy á, là bị thừa. Tại vì sao? Bây giờ này mình chỉ mới thay đổi lại ở đây thôi là nó đã chạy rồi đúng không? Đây mình bấm cancel ha, bấm task này đó, mình chỉ gõ vài chữ thôi nó cũng chạy nè. Cái chỗ này là nó chạy không cần thiết ha. Cho nên lúc này Vue.js nó đã cung cấp cho chúng ta một cái bộ theo dõi riêng cho từng thành phần. Còn ở đây á, cái method ở trong LaSQL là một cái method để theo dõi toàn cục tất cả luôn. Cho nên mình sẽ tìm hiểu cái phần này để mình chỉ cần theo dõi một mình thằng task static thôi là đủ ha, chứ mình không cần lắng nghe những thằng còn lại. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong Vue Instance. Cái chỗ này á, nó nằm chung với cái phần Competent. Đây, mình đã học Competent rồi. Và bây giờ mình sẽ học thêm một cái công cụ nữa là Watcher, tức là cái bộ theo dõi ha. Kéo xuống phía dưới này. Đây, thì Watcher nó có chức năng rất là đơn giản, nó chỉ là lắng nghe cái sự thay đổi dữ liệu của riêng từng phần tử, chứ không phải là toàn bộ cái component ha. Vậy thì ở đây mình sẽ xem cái cú pháp này. Nó là một cái thuộc tính của object Vue, và bạn thấy này, nó cung cấp với data ha. Và watch này nó là một cái object. Trong object này mình sẽ truyền vào đây một cái function, và đặc biệt á, cái tên của function này nó sẽ trùng tên với dữ liệu mà mình muốn lắng nghe ha. Nó trùng tên với dữ liệu mình muốn lắng nghe. Ví dụ như mình muốn theo dõi cái sự thay đổi của thằng question thì mình sẽ tạo một cái function có tên là question ở trong thằng watch. Bây giờ mình sẽ tạo thử ha. Ở đây tạm thời mình sẽ console cái lớp này lại ha. Bây giờ mình muốn theo dõi cái sự thay đổi của thằng task này thì mình tạo một cái watch ở đây. Nó là một cái object. Trong object này nó có một cái function trùng tên với thằng data. Và đặc biệt cái function này các bạn theo dõi lại cái phần dữ liệu của nó này. Trong function này nó sẽ nhận vào hai tham số. Tham số thứ nhất là cái dữ liệu mới và tham số thứ hai là cái dữ liệu cũ. Vậy thì mình sẽ có được hai thông tin ha. Khi mà một cái dữ liệu có sự thay đổi thì mình sẽ có được cái dữ liệu mới của nó và dữ liệu cũ của nó. Thì từ đó mình sẽ quyết định xem làm cái gì ha. Cho nên chỗ này mình sẽ ghi như sau là new new data và old data. Rồi, ở đây mình cũng cần sơ chung lốc thôi. Cái này là bộ theo dõi ha, watcher của thằng task static. Và mình sẽ hiển thị thằng new này. Và đồng thời hiển thị luôn thằng cũ đi, thằng old data. Ok, check lại ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái form này lên và mình gõ cái ký tự bất kỳ. Thì các bạn thấy này, khi mình gõ vào thằng task name á, cái hàm nó không chạy đúng không? Hàm nó không chạy. Mình chọn lại hai, bấm submit. Nó cũng không chạy. Bây giờ mình sẽ click vào edit này. Khi mình click vào edit á, thì ngay lập tức cái thằng task static nó sẽ chạy. Và bởi vì task static nó sẽ chạy á, cho nên là cái hàng watcher nó sẽ run luôn. Đây. Bởi vì thằng task static nó có sự thay đổi ha. Cái dữ liệu cũ của nó là null này. Còn dữ liệu sau, tức là dữ liệu mới, nó là một cái object. Đó. Vậy thì chỗ này mình sẽ chuyển cái phần logic vào trong đây ha. Thay vì mình kiểm tra chung ở trong cái phần before update thì mình sẽ bỏ ở đây để tối ưu cái dữ liệu của mình. Nó chỉ được chạy khi nào task static nó thay đổi thôi. Vì trong trường hợp này, cái thằng new data này này nó sẽ thay thế cho cái thằng this.task static đúng không? Rồi thằng this.task name nó sẽ bằng là new data.name ở đây. Đó, vậy là xong ha. Vậy là xong. Rồi, thử kiểm tra lại cái phần logic của mình xem đúng hay sai. Bấm vào add task này. Mình cũng nhập vào front end dự án 2020 chẳng hạn. Chọn vào cái phần là medium. Bấm vào submit. Đây của mình nó vẫn chạy bình thường. Và bây giờ mình sẽ click vào phần edit. Edit. Thì ngay lập tức cái bộ watcher nó sẽ chạy, cái bộ theo dõi nó sẽ chạy.
Và cái dữ liệu của mình đó, nó cũng được điền ở trên đây. Rồi, vậy là xong ha. Video sau mình sẽ thực hiện logic xử lý để chỉnh sửa và nhập cái dữ liệu mới vào đây.